Vâng, em Loan ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh Vẻm trong suốt thời gian qua. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em để giới thiệu cho anh chị các bạn xem một mẫu xe thương hiệu của Mỹ, đó chính là mẫu xe Ford. Một chiếc xe Ford Fiesta được sản xuất năm 2011, số tự động, trang bị khối động cơ 1.6 thôi anh chị nhé. Rất thích hợp cho anh chị các bạn mua về chạy gia đình. Và với cái gam màu cam này thì quý vị anh chị các bạn mua về chạy ở gia đình và chị em phụ nữ chúng ta đi nó rất thích hợp anh chị nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này thì nó vô cùng hợp lý luôn. Chỉ đâu đó dao động tầm 6 đến 7 lít trên 100 km đường trường đối với dòng xe Ford Fiesta. Đó, một chiếc xe đời khá là cao. Được sản xuất năm 2011. Đó, một cái dòng xe này cực đẹp luôn anh chị nhé. Với cái dòng xe này thì được em đang chào bán với mức giá tại cửa hàng là 268 triệu đồng. Với cái mức giá trên em sẽ bao gồm phí hồ sơ cho anh chị các bạn trên toàn quốc. Đó, giá trên thì em cũng bao gồm cái giá hồ sơ và anh chị các bạn yên tâm, những cái dòng xe là không có lỗi, không đâm xô, tai nạn không bọc nước, máy số zin. Đó, một chiếc xe rất đẹp luôn. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng em là salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Qua số điện thoại trực tiếp của em được lấy hình ảnh cũng như là sở hữu mẫu xe này 0976 08 169. Thì sau đây quý vị anh chị các bạn cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe Ford Fiesta sản xuất năm 2011, mang cái gam màu cam rất đẹp luôn, cũng như là rất là sang với cái màu này, chị em phụ nữ chúng ta đi rất là đẹp luôn. Đây, về tổng thành ngoại thất của mẫu xe thì là một cái mẫu xe thì em vừa về thôi, cũng có một chút chi tiết là sơ sát nhỏ được, cái đấy không đáng kể. Quan trọng là một chiếc xe máy móc là đẹp thôi, cũng như là máy móc hoàn toàn là zin, không có hề nguyên tử lỗi là được. Đấy, một chiếc xe. Đây, về tất cả các chi tiết này. Đó, tất cả các chi tiết của cái mặt ga lăng của chiếc xe này là biểu tượng của Ford anh chị nhá, biểu tượng của Ford. Đấy, Ford Fiesta, một chiếc xe thương hiệu của Mỹ. Hoàn toàn tất cả cái cụm đèn là hoàn toàn nguyên bản nhá. Nguyên bản từ năm 2011. Đấy chị này. Đó, qua thời gian sử dụng nó có hiện tượng ố một chút thôi, cái này thì không đáng kể. Đấy. Rất đẹp luôn phải không ạ? Trang bị 4 dàn lốp tương đối là mới. Đấy chị nhá. 4 dàn lốp tương đối là mới này. Đó. Là răng đúc phanh ABS đầy đủ theo xe. Xe được trang bị cả màn hình cam nổi anh chị nhá. Đó. Gương cụp xe tích hợp xi nhan báo rẽ. Đó. Chiếc xe này thì được đăng kiểm rất dài luôn, đến tháng 6 năm 2021. Đó, còn 1 năm nữa chị nhá. Rất là dài luôn phải không ạ? Xe mới đăng kiểm xong. Đây chị này, về tổng thành nước sơn thì mang nước sơn màu cam. Đó. Nó chỉ có một vài chi tiết xước xát rất là nhỏ thôi, cái đấy thì không đáng kể. Sẽ đi một vòng tổng thành ngoại thất mẫu xe này cho anh chị các bạn cùng tham khảo. Xe được trang bị 4 cảm biến lùi anh chị nhá. Trang bị 4 cảm biến lùi này. Đấy. Đây, về phần cốp xe. Với cái dòng xe Ford Fiesta, này, cái dòng xe form dáng rất gọn gàng, một cái dòng xe 5 chỗ sedan. Nhưng mà cái cốp xe này anh chị, cốp xe nó rất là rộng nhá. Cốp xe rất là rộng này, về phần nỉ cốp này, nỉ quanh cốp này còn nguyên zin nhá. Tất cả các chi tiết chassis của chiếc xe này này còn nguyên bản hết này, không hề có chuyện va chạm gì luôn. Đây, về phần keo chỉ cốp này cũng như là lỉ này, nguyên bản hết từ năm 2011. Đó. Đây nốp rất là rộng rãi thoải mái cho một chiếc xe Ford Fiesta. Nốp sơ cua kích nốp đầy đủ hết anh chị nhá. Đây, nốp sơ cua kích nốp còn đầy đủ này. Một chiếc xe giá 268 triệu đồng thôi. Đó, em bao giá trên toàn quốc cho anh chị các bạn nhá. Giá rất hợp lý. Đó, ngoại thất của chiếc xe. Còn bước vào cái hệ thống nội thất của xe. Đây anh chị nhìn này. Nội thất của xe hoàn toàn là nội thất mới, nội thất mang gam màu kem. Đấy, nội thất thì rất là đẹp phải không ạ? Nội thất hoàn toàn mới rồi. Anh chị các bạn mua mẫu xe này về hoàn toàn là chỉ sẵn sử dụng, đổ xăng là chạy thôi. Mà trang bị chỉ có 1.6, động cơ 1.6 thì mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn. Ví dụ công việc phải đi đường xa, công việc phải đi đường xa thì anh chị các bạn đi mẫu xe này thì nó rất hợp lý. Xăng ăn rất vừa phải luôn. Đó, trần nỉ nguyên bản nha anh chị nhá. Trần nỉ nguyên bản. Đó. Trần nỉ nguyên bản luôn. Nội thất thì rất là đẹp. Đấy, nội thất này thì cũng sẵn sử dụng thôi. Đây, tất cả chi tiết của xe này, kính này, lên xuống bình thường. Thống kính này lên xuống bình thường hết anh chị nhá. Đấy, xe thì không có lỗi gì luôn, không có một chi tiết nào lỗi, không đâm xô tai nạn gì.
Đây. Xe này anh chị nhìn này. À, về mặt đồng hồ, mặt trung tâm này, mặt trung tâm đây anh chị này. À, được trang bị radio ở đây và được độ thêm cái màn hình cam nùi nhỏ nhỏ ở đây anh chị nhá. Được độ thêm cái màn hình nhỏ nhỏ ở đây thôi. Còn mặt trung tâm này vẫn là đầu đài nguyên bản theo xe. Đấy, một chiếc xe rất là mát luôn, điều hòa rất là mát. Đấy. Đây, hộp số tự động nguyên bản anh chị nhá, hộp số tự động nguyên bản luôn. Xe đi chuẩn là 10.3. Đây anh chị nhá. Xe đi chuẩn 10.3 thôi, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng này. Khá là đẹp. Một chiếc xe này nó rất là bền, dòng xe Ford rất là bền. Bốn tổng nâng hạ kính này. Đó. Xe xuống bình thường hết anh chị nhá. Đấy, nội thất này. Quý vị anh chị và các bạn nếu biết thêm chi tiết về mẫu xe này có thể được kết nối Zalo qua số điện thoại của em là 0976 081 69, đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Nông Sinh Kim Môn Hải Dương để được lái thử cái mẫu xe này. Đây, sau đây thì em sẽ cho anh chị và các bạn kiểm tra cái hệ thống khoang máy của mẫu xe Ford Fiesta. Một chút thôi nhưng mà đổi lại thì anh chị với hệ thống khoang máy thì rất là đẹp luôn và không hề có hiện tượng là bị xô xát gì. Đây, tất cả các chi tiết rằng rằng cột này. Đó. Và máy nổ rất là êm nhá, máy nổ này rất là êm và sắt xi cũng như là các chi tiết ốp áp của chiếc xe này hoàn toàn là nguyên bản. Đây, lắp cabo này. Đó, đây chị nhìn này, lắp cabo nhá. Không mất một phân kêu chỉ nào. Lỉ lắp cabo còn nguyên. Đó. Chiếc xe Ford Fiesta sản xuất năm 2011